Voici un Polonais qui parle vietnamien. Je ne parle français. D'accord. Anh nói tiếng Việt thôi. Nói nhưng mà nói cái gì? Nói tiếng Việt đi, nói tiếng Việt. Thì chưa biết mấy câu bình thường răng. Rồi bây giờ giới thiệu của bạn này là đi. Giới thiệu của bạn này là đi. Làm chị rửa hè. Xin đi hát một câu Việt Nam. Câu gì chứ? Quan họ. Nhưng mà ngại quá. Quá nhiều người, quá nhiều người. Đã đâu? Thôi thôi thôi. Bây giờ xin phép nha, nhưng mà giọng quá nhiều thì cái giọng hơi. Gọi là Tuấn Đăng, cameraman của Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung. Mình nhờ cái máy quay phim mình đã đi khắp, mình cũng nhận